Anh năm nay 34 tuổi rồi, thì anh đứng góc độ qua cái lời em nói thì hãy là bạn thân của nhau trước, mới hiểu được nhau được, mình mới vun đắp được. Tại vì em cũng sợ, tại vì em cảm thấy là mọi người ở đây người ta tỏ lòng quan tâm là qua tin nhắn á. À, anh hiểu rồi. Lỡ như mà người ta không đẹp, không có trả lời tin nhắn kịp á thì lại thắc mắc người kia có còn quan tâm mình hay không. Em tập trung vào công việc thì anh thấy cái này là ưu điểm mà. Sao Dạ. cả? Cho anh hỏi luôn thì em dự định là sẵn sàng đi đến hôn nhân á, thì trong bao lâu có thể là phù hợp với em được? Em nghĩ là khi mà em nghĩ em chọn đúng người rồi á, nếu mà anh ngỏ lời, ví dụ như anh chính là Mr. Right của em đi và anh ngỏ lời thì có thể là em sẽ đồng ý á. Nói chung là thời gian cũng cần có thời gian vun đắp, nhưng mà đó là tùy thuộc vào anh và em. Thì như là anh chia sẻ đấy thì việc đầu tiên của anh thì sẽ thuyết phục em bấm nút trước, thì chúng ta sẽ đến cái giai đoạn là nuôi dưỡng tình yêu bằng cách thì qua lời chia sẻ của em á, em muốn một người hiểu em đúng không, thì mình hãy là bạn thân của nhau, mình hãy là bạn thân cho nhau, mình sẽ nuôi dưỡng tình yêu nó sẽ hành lâu bền thôi. Chương trình này là chương trình để chúng ta tìm một nửa của nhau mà chúng ta không có cơ hội gặp nhau trước đó, thì lên đây tìm bấm nút để mà bắt đầu một mối quan hệ là bạn trai và bạn gái, chứ không phải lên đây bấm nút để bạn tìm một người bạn thân. Bạn phải xác định rõ cái việc này để chúng ta không bị mất thời gian. Nãy giờ tôi nghe câu này hai lần rồi nên thật sự tôi không hiểu ý của bạn. Tất là nhiên thế bấm này. nút rồi làm một người bạn thân là sao, tôi chưa hiểu. Xin chào ban tổ chức, anh Nguyệt Linh và quý khán giả. Mình tên là Nguyễn Nhân Hoàng, năm nay 34 tuổi, hiện tại sinh sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Hoàng làm gì Hoàng? Em làm về trang trí bong bóng nghệ thuật á. À, trang trí bong bóng nghệ thuật, cái dạ. Này hay nha, xu hướng mới đó. Dạ vâng. Cái này cũng nít lớn thích mà người lớn cũng thích nữa đó. Chào Hoàng nha, bây giờ chúng ta sẽ nghe về sự giới thiệu của bạn gái nè. Chào các vị các khán giả và chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh. Con tên là Trần Thị Bảo Trâm, năm nay con 26 tuổi, đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc nhân viên văn phòng, cho thuê văn phòng á chị. Mình cho bên nhà gái biết chút về ưu điểm khuyết điểm của mình đi Hoàng. Dạ vâng. Thì ưu điểm đó là gì? Hiện tại hơi rung đi chứ. Hơi rung thoải mái lên nào. Dạ. Thoải mái lên. Ưu điểm đó ví dụ như ưu điểm là. Dạ được vâng. Chào quý khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Thì mình xin giới thiệu thì mình ưu điểm thì. Ưu điểm là mình có hơi mạnh nè, mình thổi bong bóng nhiều cái trang trí bong bóng cho các bé. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Ưu điểm là cao ráo nè. Đó. Đúng rồi, cao ráo đẹp trai đó là ưu điểm của mình rồi. Có cái răng khểnh nữa. Đúng rồi. Rồi mình có cái điểm mạnh gì nữa mình nói cho nhà gái nghe. Mình có thể làm nội trợ nè. Đó. Lau chùi quét dọn thì mình làm được hết. Trời giỏi vậy. Đó, lau chùi quét dọn mà có sạch không hay là lau chùi sơ sơ? Kỹ kỹ. Kỹ không? Đó. Trời ngon lành. Mình không có hút thuốc lá, cũng không uống cà phê luôn. Quá giỏi luôn. Trời ơi. Tính tình mình thì kiên trì và ham học hỏi, thích đọc sách. Quá dễ thương rồi. Có cái tật xấu gì không Hoàng? Dạ có tật xấu thì thích ngủ và hay mơ mộng. Thì ngủ nhiều nên mơ nhiều á. Đúng rồi. Còn mơ mộng vậy gì mà xấu? Mơ mộng những viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai á. Ừ vậy đâu có xấu đâu. Cái đâu phải đó là tật xấu đâu. Nó hay làm cho bản thân mình mất thời gian á. Ủa ngủ lấy gì mất thời gian? Có thể là do bạn mơ mộng nhiều quá nhưng mà bạn chưa có đạt được thì bạn cảm thấy là nó bị mất thời gian và bạn cho đó là một cái điều không tốt đúng không? Dạ đúng rồi. Không. Thật ra cái này không là phải sao mơ mộng, không sao hết. Đúng rồi, chúng ta ai cũng có quyền được ước mơ. Cái đó là tốt đó. Đúng ước rồi. Mơ và khát vọng trong mỗi con người của chúng ta. Nói chung là Hoàng là anh thấy là ok đó. Hiền lành chân thật. Hiền lành. Nói chung là đi qua đây tiếp xúc chút xíu rồi thấy cái phần hình là thấy dễ thương được. Phần hình, phần bóng, phần trong không, sâu không có bóng. Ở đây không có ai bóng anh được. Bóng. Tự nhiên không có bóng đây ai bóng bảy có bóng thể là bóng bảy mắc cười quá bà mối này tự nhiên qua chị nghía giùm em rồi để dễ thương nhà gái dễ thương à. Dạ chào chú Quyền Linh. Bây giờ con nói một chút ưu điểm khuyết điểm cho nhà trai nghe cái coi nào. Ưu điểm của con là rất là lạc quan, con sống rất là tích cực, khi nào mà có tiêu cực thì con cũng dẹp nó trong vòng chắc nửa ngày là con hết. Dễ thương, cái này được. Kênh Facebook của nhiều người tôi thích cái điều này nhất. Có nhiều người cái gì cũng than trời bữa nay thiếu tiền, trời bữa nay đau bụng quá, trời bữa nay tôi khổ quá, trời cái gì cũng than, thấy toàn lục màu tiêu cực cả. Trên Facebook cũng thế, chúng ta phải đưa ra những vấn đề tích cực. Như con là rất là ok luôn. Dạ con cảm ơn chú. Còn cái gì nữa? Con rất là dễ hòa đồng với mọi người, con dễ nói chuyện với mọi người lắm. Tại do tính đặc thù của công việc của con là giúp đỡ người khác, cái này giống như là cái bản năng của con luôn rồi. Quá tốt. Dễ thương mà. Dạ. Còn điểm gì chưa mạnh? Điểm chưa mạnh của con là hay quên, cho là con tiêu cực cũng hơi cũng khá nhiều trong một ngày nên cái sự quên của con nó cũng nhanh lắm, lâu lâu nó cũng áp vô công việc nữa. Nhưng mà rất là may mắn là sếp của con thì chị ấy cũng rất là bao dung. Vậy được rồi đó, bên này rất là hiền lành luôn, nhà gái thì dễ thương, sống tích cực, như thế là rất là tốt rồi. Đường tình duyên của nhà trai sao mình thông báo cho nhà gái biết đi Hoàng.
Em cũng trải qua cũng 6 mối tình rồi. 8 mối hả? 6 mối tình. 6 mối hả? Dạ vâng ạ. Cũng khá vậy ta. Khá đó. Mối ngắn nhất là nhiêu đi? Ngắn nhất thì cũng gặp nhau cũng là do là đi học á. Cũng được vài tháng à. Vài tháng, rồi mối mà dài nhất là bao lâu? Cũng gần 1 năm. 8 mối mà cũng chưa có mối nào dài quá hả? Dạ. 6 mối, tại 6 mối, 8 mối hoài. Lộn, 8 là tưởng ở bên đây. Trời đất ơi trời. 8 là tưởng ở bên đây. Trời đất ơi trời. Sao cái 6 cái mối tình đó mình thấy mình thiếu cái gì để mình chia tay 8 mối tình đó? Có thể là yếu điểm là có thể là thiếu sự quyết liệt. Thiếu quyết liệt, hiền quá. Rồi giờ quyết liệt chưa? Quyết liệt à. Quyết liệt nha. Quyết liệt nên mới lên đây đúng không? Yêu dạ. Phải quyết liệt chứ đừng có một nửa vài. 6 mối tình nhưng chưa có mối nào lâu dài hết. Mình thấy cái đường tình duyên của mình với bên kia bên nào nó trắc trở hơn? Em thấy ngưỡng mộ bên kia lắm chị ạ. Em hơi xui trong việc tình cảm đó là em chưa trải qua một mối tình nào hết. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Vậy là hên đó. Dạ, yêu nhiều mệt lắm con ơi. Con chưa có thích người ta hay là người ta theo đuổi con không cho người ta cơ hội? Thật ra thì con có crush hai anh. Hai anh đó vô tình không thích con. Còn những người mà crush con thì con lại không đang thích. Tập trung với hai người đó. Nên con không nhìn thấy. Tới lúc mà con không còn crush hai anh đó nữa thì xung quanh con không còn ai hết trơn. Đúng là cái này xui nè. Nên đó rất là xui. Tức là cơ hội đến mà mình không đón nhận nó. Hơi đen. Mình cho nó ra đi đúng không? Vậy thì cái tiêu chí hai anh kia sao mà con kết hai ảnh vậy? Mấy ảnh nhìn vô làm con cảm thấy là mấy ảnh chân thật lắm. Với lại vững chắc á, nói chuyện rất là dễ nghe rồi tự nhiên một câu chuyện nói cả ngày cũng nói hoài. Nên con nghĩ là hồi đó lúc đó là người đó cũng thích mình. Nhưng mà thật ra thì không phải. Đó là tại con nghĩ thôi. Nghĩ sao con không nói với người ta biết là con thích người ta? Lúc đó không có đủ dũng cảm để nói. Mai mốt mình thích ai mình nói. Mình phải nhá hàng đúng cho biết. Đúng rồi, mình thích là mình phải bật nói. Bật liền luôn. Nhiều khi người ta cũng thích mình á, mà người ta thấy mình không nói người ta ngại luôn. Đúng rồi. Nói chơi vui. Nói em khoái anh quá. Yêu anh luôn á. Giả bộ nó chơi chơi nhưng nửa chơi nửa thiệt. Biết đâu người ta đó mình nhá hàng gọi là mở bật đèn xanh đó. Vậy là con phải gặp chú Quyền Linh sớm hơn chứ đúng giờ rồi. Là hơi trễ rồi. Thôi trễ không, giờ. Bây giờ không trễ. Không trễ. Bây giờ mới là đúng có thời điểm nè. Có việc bên đây rồi. Đúng rồi. Dạ. Bên đây được đó. Cái mẫu hình lý tưởng của Hoàng như thế nào? Giờ thì cái giọng nữ bạn nghe thì rất là êm dịu. Tính tình thì thấy có thể là em mường tượng thì giống như là một phụ nữ là cái bạn nữ đó tóc dài nè. Tưởng tượng rất nhiều cái ưu điểm tổng hợp về cái bạn nữ này. Ông này cũng tưởng tượng mà. Ông mơ mộng nữa mà. Thành ra mơ mộng chắc như một cái thiên thần nào đó mà được thiệt. Bên này đẹp, dễ thương nữa. Là anh muốn hỏi là Hoàng có một cái tiêu chí như thế nào khi mà tìm một người vợ tương lai? Bạn nữ đừng quá mập, đừng có quá ốm mà được. Bên kia vừa luôn, đều đặn luôn. Ba dòng đều nhau luôn. Ba dòng đều nhau luôn. Không. Ba dòng khác nhau chứ quên. Cân đối nhau. Cân đối nhau quên, mình nói chữ đều. Rồi mình thích bạn gái gì nữa? Cái giọng nói như vậy là quá ok rồi. Giờ em có điều gì em không thích ở phụ nữ nè? Khi mà tức giận thì đừng có nóng tính quá. Khi phát sinh ra mâu thuẫn thì cứ từ từ giải quyết. Em thấy bạn nữ thường hay là có gì bức xúc thì cứ up trên mạng xã hội thì nó đâu có hay cho lắm. Rồi bạn này là không có luôn. Bạn này tích cực rất không à? Tích cực. Tôi đại diện nhà trai, tôi thấy ok nhà gái lắm okay, rồi. Không còn gì để nói nữa chứ. Bây giờ cô gái bên kia à, cô mong muốn cái người chồng tương lai của mình thế nào? Thật ra thì em cũng chưa yêu ai bao giờ nên người chồng tương lai của em cũng chưa dám nghĩ tới. Nếu mà một người đó là ôn nhu, anh ấy có thể rõ ràng nói với em mọi chuyện giống như là khó khăn gì đó, vui buồn thì có thể trao đổi với em, chứ không phải là để em nhận thấy rồi em hỏi. Thì lúc đó câu chuyện lỡ vui thì không sao, chứ chuyện buồn thì chắc có sao. Chứ là phải chia sẻ. Dạ đúng rồi, em rất là thích người khác chia sẻ cho em, tại vì em cũng thích nghe những câu chuyện của mọi người á. Anh bên kia có giới thiệu là anh có biết làm việc nhà. Em rất là thích cái ưu điểm này của anh. Do là em cũng hơi đoản, làm hơi nhanh nên em có khả năng. Nhưng mà nó không có được perfect như là những người con gái khác. Nên em nghĩ là anh có thể làm chung với em. Em làm chung với anh rất là vui. Rồi bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân xem cặp đôi thì thế nào. Em đi với ai? Em đi với chị của em. Dạ chị Hạ. Dạ em chào chị. Em xin chào MC Ngọc Lan và MC Quyền Linh, các cô chú, anh chị và các bạn ở trong phim trường ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Anh Thư và em là chị họ của bạn Trần Thụy Bảo Trâm. Chị thì chị thấy là bạn Hoàng á, là một chàng trai giản dị nè. Bên ngoài thì có một cái sự dễ nhìn, bạn cũng có cái sự chân thành. Hoàng ơi, bạn Trâm nhà chị á, thì là một cô gái rất là trong sáng, hiền lành, hiền hòa. Chị không chỉ là một người chị mà còn là một người đồng nghiệp với Trâm nữa. Thì chị thấy đúng như là những gì Trâm cũng đã chia sẻ. Bạn có một sự lạc quan và thậm chí là rất là hề hước nữa. Cho nên nếu như mà ai đó ở bên cạnh Trâm thì sẽ hầu như là không có khi nào cảm thấy buồn. Chị cũng mong là ngày hôm nay hai đứa sẽ cho nhau một cơ hội giống như hai bạn đã nói. Một bạn thì cần phải có sự dũng cảm, còn một bạn thì cần phải có sự quyết liệt. Cảm ơn nhà gái.
Hoàng đi với ai Hoàng? Dạ em đi với mẹ em ạ. À rồi, chào nhà trai, chào mẹ của Hoàng. Xin chào, thì thấy cũng được. Dạ rồi. Không biết nói gì nãy giờ vô run quá. Run quá hả? Nhưng mà thấy nè, cái cô gái bên này có hợp với mình hay không? Ăn thua là con trai chịu là cái gì cũng được hết á. Gì cũng được hả? Được. Giờ muốn có dâu chưa? Cũng muốn lắm. Đã. Cô là có mấy người con trai? Có đứa mình à. Mình anh? Dạ, đang trong cái cháu nội thôi à, chứ gì á. Con mình luôn hả? Nhưng về nếu về là phải làm dâu đúng không cô? Ba đứa con gái, đứa con trai, mình nó con trai. À, vậy là phải làm dâu rồi. Dạ là tùy theo à. Giờ mà mấy đứa không muốn ở chung cũng được, mà ở riêng cũng được. Ở riêng cũng được luôn hả? Sao cũng được á. Trời quá tuyệt vời. Trời ngon lành. Vậy là chịu ha. Okay. Nếu được làm liền ha. Thì còn kêu là giờ chỉ trông cháu nội để chăm thôi. Trời ơi. Rồi, cảm ơn nhà trai. Mở rào đi cho đúng hai bên rồi. Cùng gặp mặt đi. Mở rào. Chào anh. Chào bạn nữa. Anh có món quà muốn tặng cho em? Em tên là Trâm đúng không? Dạ đúng rồi anh Hoàng. Anh có cành hoa nhưng mà em có thể mở ra. Thì đây là chiếc nhẫn anh tặng em làm kỷ niệm. Trời, bất ngờ quá. Đây là lần đầu tiên em có người khách giới tặng quà. Đeo luôn. Con bé, chị cầm giúp cho. Bạn lấy ra. Đúng rồi, sáu mối tình mà sao thấy không biết là nó có vừa kinh nghiệm không? Gì trên. Vừa mà. Trời ơi. Cảm ơn anh. Đưa lên coi đẹp không? Đưa lên coi trước coi đẹp không? Dạ, đây ạ. Trời, chiếu dữ vậy ta. Dạ, em cũng có một món quà cho anh. Em mong là mỗi lần mà anh sử dụng món quà này của em thì coi như là em mời anh một ly cà phê ạ. Anh cũng sẽ làm một cái bông bóng tặng cho em. À. Để cho biết cái nghề nghiệp của anh. Anh cầm. Cảm ơn anh. Rồi, mình đứng sát bên mà. Dạ. Làm thì làm có ống bơm luôn, có gì bể bên xe có ống bơm luôn á. Thì anh sẽ làm con gấu tặng cho em. Đầu tiên anh bẻ hình luôn. Thôi bẻ hình luôn. Trời giỏi ghê luôn á. Bẻ trăm trên đó luôn nha. Đây là hai con mắt. Và cái chân mày đây là lông mi. Cái đây cơ, là cái nó sơ mi của nó. Anh tặng em. Giỏi. Cảm ơn anh. Dạ. Đây là con gấu anh tặng cho em. Hy vọng rằng thì anh sẽ thuyết phục được em bấm nút. Và anh sẽ trở thành hiện thực là anh sẽ là con gấu của em. Mời anh nè. Tâm tặng gì cho Hoàng đây? Em có chọn cà phê em thích nhất. Em mong là hả? Không biết là anh có uống được cà phê không, nhưng mà nếu mà không uống được anh cũng uống thử một ly. Coi như là em muốn là mời anh ly cà phê để có gì mình nói chuyện. Uống cảm ơn cà em. Phê của em là để đê mê đó. Lúc đầu anh giới thiệu đây anh không uống cà phê, nhưng mà em tặng cà phê thì anh có thể là anh bỏ được cái tính cách không uống cà phê của anh. Anh sẽ tập luyện cà phê sữa anh uống được. Dạ. Em tức là mỗi một cái tiệc đồ á là em tới em trang trí về bong bóng cho cái bữa tiệc đó đúng không? Dạ đúng rồi, em trang trí cho tiệc cưới với sinh nhật event. Em có kinh nghiệm cũng hơn 13 năm rồi. Wow. Đây là một cái nghề đòi hỏi cái tính sáng tạo rất chính là nhiều luôn. Nha mọi người. Cái tư duy rất là tốt luôn á. Một ngày nào kiếm 5 cái sinh nhật thôi. Anh trang trí cho người ta thì lúc người ta quen nhau nè, rồi lúc người ta kỷ niệm quen nhau nè, lúc người ta kết hôn nè, lúc người ta sinh con nè, rồi đầy tháng thôi nôi thì anh làm hết giống như tất cả sự kiện của họ vậy đó. Rồi lúc người ta hấp hôn nè. Nhưng mà rồi lúc người ta kỷ niệm vàng bạc nè. Kiểu như giai đoạn nào đặc biệt của một con người anh đều có xuất hiện được. Đúng rồi, cái là cái nghề của anh rồi đó. Ồ dạ. Thì anh mong rằng thì cái sự kiện của mình thì nó sẽ tới. Anh có cảm nhận như là nó đã tới rồi đó. Vậy đó anh. Cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt đi. Bạn nữ thì trông giống như trong tưởng tượng của anh vậy đó. Có mái tóc dài nè, ngoại hình thì dễ nhìn. Với cái giọng nói em rất là êm dịu. Cái hai nữa là tính em hay cười, nó làm cho anh bớt rung lại. Hồi nãy anh rất là rung, anh không biết nói chuyện gì cả. Mặc dù anh có chuẩn bị rất nhiều cái câu chuyện nhưng mà bây giờ đỡ hơn rồi. Em có máy lúng đồng tiền à? Em có hai cái rồi. Connect đó rất là cuốn hút á. Dạ, cảm ơn anh. Không biết là công việc của anh thì thời gian nó như thế nào nhỉ? Anh làm chủ kinh doanh tự do thôi hả? Cho nên thời gian anh cũng linh động được. À, công việc của em cũng hơi... em chỉ làm hành chính thôi, chứ không có làm overtime. Tuy nhiên là trong lúc mà làm việc á, em hay tập trung lắm. Hạn chế cầm điện thoại luôn á. Thì không biết là khi mà anh có cảm thấy là khi anh nhắn tin cho em á, mà đợi em rệp hoài mà không thấy em rệp á, cảm thấy khó chịu không anh? Là anh gọi mà em không bắt máy được á, tại điện thoại em không có để trong người.
Thì anh hiểu rồi, thì về công việc của em thì em thích tập trung vào công việc. Dạ đúng rồi. Rồi anh năm nay 34 tuổi rồi, thì anh đứng góc độ qua cái lời em nói thì mình hãy là bạn thân của nhau trước. Ồ. Mới hiểu được nhau được, mình mới vun đắp được. Tại vì em cũng sợ, tại vì em cảm thấy là mọi người ở đây người ta tỏ lòng quan tâm là qua tin nhắn á. À, anh hiểu. Lỡ như mà người ta không đẹp, không có trả lời tin nhắn kịp á thì lại thắc mắc, ồ người kia có còn quan tâm mình hay không. Em tập trung vào công việc thì anh thấy cái này là ưu điểm mà. Ồ dạ. Sao cả, cho anh hỏi luôn thì em dự định là sẵn sàng đi đến hôn nhân á, thì trong bao lâu có thể là phù hợp với em được? Em nghĩ là khi mà em nghĩ em chọn đúng người rồi á, nếu mà anh ngỏ lời, ví dụ như anh chính là Mr. Right của em đi và anh ngỏ lời thì có thể là em sẽ đồng ý á. Nói chung là thời gian cũng cần có thời gian vun đắp, nhưng mà đó là tùy thuộc vào anh và em. Thì như là anh chia sẻ đấy á, thì việc đầu tiên của anh thì sẽ thuyết phục em bấm nút trước, thì chúng ta sẽ đến cái giai đoạn là nuôi dưỡng tình yêu. Bằng cách thì qua lời chia sẻ của em á, em muốn một người hiểu em đúng không? Thì mình hãy là bạn thân của nhau. Dạ. Yeah. Mình hãy là bạn thân cho nhau, mình sẽ nuôi dưỡng tình yêu, nó sẽ hành lâu bền thôi. Chương trình này là chương trình để chúng ta tìm một nửa của nhau mà chúng ta không có cơ hội gặp nhau trước đó. Thì lên đây tìm, bấm nút để mà bắt đầu một mối quan hệ là bạn trai và bạn gái. Chứ không phải lên đây bấm nút để bạn tìm một người bạn thân. Bạn phải xác định rõ cái việc này để chúng ta không bị mất thời gian. Nãy giờ tôi nghe câu này hai lần rồi nên thật sự tôi không hiểu ý của bạn. Tất nhiên là bấm nút rồi làm một người bạn thân là sao, tôi chưa hiểu. Bây giờ ông Mai ra giải thích cho tôi nghe coi. Cũng hẹn hò để đi đến một cái xa hơn. Nhưng mà chúng ta giống như người bạn thân vậy để hiểu nhau thôi. Giống như là hai vợ chồng, vừa là bạn nè, vừa là tri kỷ nè, vừa là anh em nè, vừa là người yêu nè, vừa là vợ chồng nè. Trong đó thì trong tình yêu này nó có một chút bạn thân trong đó để dễ nói chuyện với nhau nữa, vậy phải không? Dạ đúng rồi. Ý em là vậy hả? Dạ, hay là sao? Em như ban đầu em sẽ thuyết phục hết bằng cách mọi cách cho bạn bấm nút, đó là ưu tiên hàng đầu của em. Rồi sau đó? Rồi sau đó thì mình sẽ từng bước nuôi dưỡng tình yêu, là một trong những cái các cách đó là làm bạn thân của nhau đó. Dạ. Nếu mà vậy thì cụ thể chị xin lỗi, chị hơi gắt chỗ này không là bởi vì chị phải bảo vệ ngưỡng gái của chị. Em gặp bạn bè của em giới thiệu đây là gì? Đây là bạn gái của mình. Ừ rồi ok rồi xong. tại vì tôi nghe nói hai lần cái tôi bị sốc. Trong tình yêu có tình bạn ở trong đó. Thì đồng ý nhưng mà trong đừng nói yêu. Là bấm nút xong mà để làm bạn thân của nhau trước. Tôi bị sợ. Sợ gì sợ, chưa chi đã ào ào vô rồi. Tôi hơi hấp tấp hả mọi người? Ủa nhưng mà tôi sợ đúng mà mọi người đúng không? Tự nhiên không có nói vậy biểu sao mà người ta không hiểu lầm. Nãy em nghe câu đó em bị sợ không? Dạ. Cũng hơi sợ sợ. Người ta đã cố gắng thuyết phục bằng mọi cách để bấm nút, tức là người ta đã có thích trong đó rồi. Bây giờ Hoàng tới nắm tay bạn gái chút xíu nha. Nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt. Anh xin phép nha. Hoàng có thể hát một đoạn nào đó, giao lưu cảm xúc, hay là nói những cái lời nào đó từ trái tim của mình. Anh nói chung nhìn em thì cái đôi mắt em rất là long lanh. Anh chắc anh sẽ làm thơ đi ha. Ồ, cảm ơn. Dạ. Đôi mắt em long lanh làm lòng anh xao xuyến, miệng em cười làm hồn anh lung linh. Nhớ về em mới gọi bé yêu ơi, mặc dù anh không nhớ tên. Hình như em tên Trâm đúng không? Dạ đúng rồi, anh nhớ mà. Anh tên Hoàng. Dạ em biết. Thôi vậy thôi đó hả? Dạ. Thôi nó cũng lạ thiệt. Thơ xong rồi hả mọi người? Cũng dễ nhưng nhớ. Nhưng mà dễ thương mà. À bây giờ Trâm hát một bài hát nào, vẫn nắm tay đi, đừng có buông tay ra. Trâm hát một đoạn nào đó tặng cho Hoàng đi. Em sẽ hát cho anh bài, em thích bài đó tên là Cầu Hôn của ca sĩ Văn Mai Hương trình bày. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, bài ca khi yêu em thích lắm la li la. Mình hẹn nhau trên đoạn đồi đón nắng gió, anh có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé, em sẽ bước đến bên và nói anh có yêu em không? Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, ta từng có nhau. Dạ, em xin hết à. Bài hát này chúng ta đã giao lưu với nhau, nói chuyện với nhau, nghe ý kiến hai bên gia đình với nhau. Bây giờ thì mỗi người tự động lại tất cả cảm xúc, giữ lấy trong con tim của mình, đặt tay vào nút bấm, lặng đi một phút để xem con tim của mình nó có cùng chung nhịp đập với đối phương hay không. Một bên đã bấm, còn bên kia biết thế nào. 3, 2, 1.
Chúc mừng. Ủa cái anh bên kia bấm nào nữa không thấy luôn á. Quyết liệt mà. Đàn trai tôi quyết liệt lắm. Đàn trai tôi là chữ quyết luôn luôn đi chung với chữ liệt. Nào nắm tay đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Trời đẹp nè. Đưa cái nhẫn này ra Hoàng. Đưa nó. Nó chói chói đó. Nắm cái tay vậy nè Hoàng. Nắm tay vậy nè. Đó đưa ra đó. Cho nó chói cho người ta sợ chơi. Đó. Dạ trời ơi. Nghe dưới ta ồn không? Tôi chưa kịp ồn. Nè bây giờ em thích người thành đạt là thành đạt làm sao? Địa vị một chút. Địa vị là sao? Ví dụ. Dạ nếu mà trưởng phòng phó phòng thì tốt rồi chị. Dạ em không. Đẹp quá. Đầm của bạn xinh quá. Em chào chị Cát Tường, em chào các bạn khán giả, chào anh Huyền Linh ạ. Ừ, chào em tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên Thanh Thủy, năm nay em 24 tuổi. Dạ, hiện em đang là sinh dịch. Rồi, xin mời bạn trai. Chào bạn. Bạn tên là gì? Em tên là Mai Phước Tiến. Mai Phước Tiến? Dạ. Em là Mai Phước Lùi hả? À, không. Bạn làm nghề gì? Em làm marketing ngân hàng. Bao nhiêu tuổi? Em 33. 33. Wow. Bạn bên kia 24. Như vậy chúng ta chênh lệch bao nhiêu tuổi nha? Trên nghĩa là chênh lệch 11 tuổi. Ý Gì dữ vậy? 9 tuổi, 9 tuổi. Làm ngân hàng mà tính hay quá ha. Em xin lỗi, 9 tuổi. Chắc là thấy đối tượng kia bối rối đúng không? Dạ. Thấy đâu mà thấy, chưa có thấy mà. Nghe thôi. Thủy ơi, em có thích là lấy người lớn tuổi hơn mình nhiều vậy không? Dạ, em nghĩ là gặp nhau có duyên với nhau thì sẽ được thôi chị. Còn tuổi tác thì không có quan trọng. Nhưng mà lớn hơn mình người ta chín chắn. Người ta ổn định kinh tế, ổn định cuộc sống, ổn định về tư tưởng nữa, người ta sẽ lo lắng cho mình ha. Dạ, chị thấy rồi. Điểm đầu tiên là thấy là thuận lợi rồi đó. Dạ, với người ta nói chồng già vợ trẻ là tiên á chị. Phải không? Vợ già chồng trẻ là điên điên khùng khùng luôn á. Bây giờ Thủy có thể tự giới thiệu về mình một chút xíu đi. Công việc làm của mình nè, hay là tính cách của mình sao? Dạ, em biết tiếng Anh. Hồi xưa thì học đại học, em tiếng Anh em cũng được thi được TOEIC 800 mấy. Với lại tiếng Nhật có thể em cũng đang học. Thấy em rất là dễ thương. Cái style ăn mặc cũng đẹp mà lại nhỏ nhẹ dịu dàng. Mà em nói em làm nhiều công việc rồi nhiều thứ tiếng vậy mà em nói em ế là chị không tin. Dạ tại vì hồi đó giờ em học xong em đi làm luôn rồi. Em không có thời gian em tìm hiểu đối tượng nào hết. Bây giờ đã muốn lập gia đình chưa? Dạ em cũng hơi muốn rồi. Hơi muốn nè hả? Dạ. Mà xưa giờ có bạn trai chưa? Dạ chưa chị ơi. Chưa một người nào hết. Dạ đúng rồi. Trời ơi, Tiến ơi, Tiến lên đi Tiến ơi. Tiến ơi. Dạ em từng có. Mấy mối tình rồi? Dạ hai. Tại sao lại chia tay? Từ bé em có một cái ước mơ là được đặt chân đến Tây Tạng. Và cuối cùng em đã thực hiện được ước mơ của em vào tháng 7 vừa rồi. Bạn em không muốn em đi. Đi có dính dáng gì tới cô đấy đâu. Tức là bạn em lúc nào cũng muốn ở kế bên. Em thí dụ giống như là gặp rồi và đi về lúc nào cũng phải nhắn tin. Cho đến 11, 12 đêm khi nào bạn em ngủ thì thôi. Ủa mình yêu nhau phải vậy chứ em. Nhiều khi em đi làm về thường 8 giờ là em ngủ rồi. Ngủ sớm như gà vậy? Em ngủ sớm lắm, tại vì sáng là 5 giờ em dậy rồi. Ủa nhưng mà hồi nãy bạn nói bạn thích đi chơi, bạn đi du lịch. Mà bạn gái bạn không thích là sao? Bạn đi một mình hay là bạn dẫn bạn gái bạn đi theo? Mà bạn gái bạn không thích đi. Em thích đi một mình. Vô duyên vậy? Không chịu là phải rồi. Tại vì em nghĩ là có những nơi mà em đi nhiều khi cái sức khỏe của bạn nữ họ không đi được. Thủy, bạn có khỏe không Thủy? Dạ khỏe lắm chị. Bạn thích đi du lịch không Thủy? Dạ hết. Em đi đâu em cũng đi được hết. Chồng đi du lịch bắt bạn ở nhà bạn chịu không? Dạ không. Đó. Anh ơi dắt em theo với. Đó, trời ơi dễ thương quá đi à. Sao Tiến, trả lời Tiến. Dạ để em suy nghĩ lại. Sao nói thôi. Tại vì em nghĩ là thí dụ như là em mà thích đi mà bạn gái thích đi, thí dụ như sau này vợ chồng cũng thích đi nữa thì bỏ nhà cửa cho ai? Trời ơi. Cây vậy trời. Hơi mâu thuẫn quá. Chuyện nhà cửa đơn giản gửi thôi. Thôi bây giờ trong thời gian suy nghĩ ra bây giờ hỏi Thủy nè. Thủy cần cái điều gì ở người đàn ông của mình? Dạ em muốn bạn trai của mình là người chín chắn, thành đạt, chu đáo, biết quan tâm đến người khác. Đi làm về 8 giờ ngủ rồi đi chơi đi mình. Trời đất ơi. Rồi hàng chi ông bấm mấy tuổi ông ế là phải rồi ông. Nghe rồi, mẫu người lý tưởng của Tiến thế nào? Thì tóc dài, ít có nhuộm tóc, vui vẻ, ít có càm ràm. Chuyện nấu ăn thì nếu không biết nấu thì em nấu. Mình có ưu điểm gì? Lúc nào cũng muốn làm cho người khác vui. Sao mà vui được? Em đi không cho ta đi lấy gì vui? Chỗ này lùng mùng nó hoài tới ngày mai luôn bây giờ. Ý em nói là thí dụ giống như trong một cái bàn câu chuyện lúc nào em muốn làm như người khác vui á. À rồi khuyết điểm của em tự nhận đi. Khuyết điểm của em là em quá là nóng nảy.
khá là gia trưởng. Nghe dưới người ta ồ không? Tôi chưa kịp ồ ồ. Nè, bây giờ em thích người thành đạt là thành đạt làm sao? Địa vị một chút. Địa vị là sao? Ví dụ? Dạ, nếu mà trưởng phòng, phó phòng thì tốt rồi chị. Bây giờ em không thích ở người bạn trai em ở cái điểm nào? À, nãy giờ nghe anh nói gia trưởng với lại gì em cũng sợ quá. Không biết là có làm khó làm dễ em không? Hồi đúng mở màn lên là em phải đích thân em hỏi ảnh cái vụ đó nha. Còn không được thôi mình xù. Trời đất ơi. Dạ, cái này phải hỏi kỹ. Đúng không em? Mai chưa dạ. Nói xù rồi. Ủa mắc cười quá. Tôi cũng không chịu được nữa. Sao kỳ vậy? Hả? Em chào chị. Tưởng ý đẹp trai muốn nói gì nói hả? Dạ không. Vậy tại sao đi chơi đi một mình? Tại vì em sợ là nhiều khi em đi mấy cái cung nguy hiểm á, sợ bạn gái không có đi được. Mà giờ người ta đi được. Nếu đi được thì đi. Ta đi thôi. Được rồi, cho ta nhìn nhau đi. Khó chịu quá. Không phải. Cô kia lấy với bà lấy hả? Không phải. Tưởng là bà lấy gì á, khó chịu ghê luôn á. Bực mình à. Giờ xác định lại nha, em lấy các tường lấy nha. Ai lấy? Dạ em. Ừ em lấy. Gia trưởng là mai mốt về dọn cơm nấu cơm ra ăn, dọn cơm xong là em đứng ngồi ăn xong em mới được ngồi ăn. Thiệt á, hỏi thử đi có gì để em công. Kéo màn lên, kéo màn lên. Sao? Ở có 2 phút mà nói gì nói đi nha, tôi không biết nha, đừng đổ thừa tại tôi mai mối nha. Bình tĩnh. Bình tĩnh nha. Đặt ra những câu hỏi, hỏi liền cái vụ gia trưởng sao nè. Dạ, dạ nhớ rồi chị. Nhớ không? Dạ. Rồi, 2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh. Anh chào em. Anh có cuốn sách tặng em. Đây là cuốn sách mà anh thích nhất. Dạ em cảm ơn anh. Thì xưa em có thời gian thì em cũng hay đọc sách lắm. Coi cái tựa đi, coi cái tựa. Tựa gì? Hãy chăm sóc. Dạ em. Dạ nghĩ... trưởng nói hỏi cái vụ đó đi. Đó liên quan nhau đó. Dạ em nghĩ cuốn sách này rất là có ý nghĩa. Không biết là anh có thấy là mình chênh lệch nhau 9 tuổi á, thì anh có ngại cái chuyện đó không? Anh nghĩ cái điều đó nó cũng không quan trọng. Quan trọng là do cái suy nghĩ của mọi người thôi. Em cũng không thấy ngại gì hết. Nói chung là nếu mà anh nói anh 33 tuổi thì em cũng không tin nữa. Tại nhìn ở ngoài anh trẻ rất là nhiều. Anh có yêu cầu như thế nào? Giống như là em phải nấu ăn giỏi hay là như thế nào? Anh thì nấu ăn đó là anh cũng rất là mong muốn. Nhưng mà nó không phải là cái điều lớn nhất. Bởi vì anh nghĩ là xã hội hiện đại và người phụ nữ cũng bận. Nên anh thấy có nhiều khi người phụ nữ cũng đi làm như đàn ông. Mà họ về tới nhà rồi, họ đi chợ rồi về nhà nấu cơm. Rồi nhắn tin, ơ anh ơi anh về chứ ăn cơm. Nhưng anh thì anh nghĩ là cái chuyện đó ai có thể chia sẻ được thì cứ chia sẻ. Còn anh thì anh biết làm việc nhà từ bé nên những cái chuyện đó anh có thể chia sẻ được. Em thì hiền lắm, dễ lắm. Anh quen em là anh biết à. Mời dữ vậy trời. Nói chung là em không có ngại đi xa cho nên là đi du lịch anh cứ dắt theo em theo. Em sẽ cố gắng xin nghỉ phép một tháng luôn để đi theo anh. Người ta nói vậy mà ông nói không nữa thì tôi giết ông liền luôn á. Để mỗi khi nào mà anh đi chuẩn bị đi anh sẽ báo cho em biết. Dạ. Rồi, được rồi. Báo liền nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3. Mới có 2 à, là cô bấm rồi. Sao vậy em, nôn nóng dữ vậy em? Hiểu quá rồi hả? Hả? Dạ. Cảm giác bây giờ trong người thấy sao? Dạ em hồi hộp. Ưng bụng chưa? Ưng bụng chưa? Dạ ưng, em nhìn thấy ảnh là em ưng liền. Bạn sao bạn? Dạ. Bạn Tiến? Em cũng vậy. Nhìn thẳng vô, đúng rồi, bạn đừng nói gì đi. Nhìn thẳng vô mắt ảnh dạ, nha. Dạ em cũng nghĩ là 2 phút thì nó quá ngắn. Còn mình còn một cuộc đời dài phía sau nữa thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nhau. Rồi nếu mà hợp thì tiến tới hôn nhân. Bạn nữ có vẻ run quá hả? Nắm tay nhau cái đi bạn, cho tình cảm mà. Rồi. Anh hôn em được không? Anh hôn má em được. Cảm nhận thế nào vừa hôn nữa bạn? Dạ tim đập thình thịch. Đó giờ tôi thấy là toàn là bạn nam đòi xin hôn bạn nữ. Cặp này nữ kêu anh hôn em được không? Mà ông kia ông suy nghĩ hộp, ông gật đầu rồi ông mới hôn. Thôi giờ là bạn nữ hôn bạn nam cái đi. Một. Em hôn được. Em hôn anh được không? Được xong được không được. Và chân thật là được. Rồi em không có thích cái gì á người đàn ông? Dạ nói dối với lại nói chuyện vòng vòng là em không thích chị. Vô vấn đề luôn, muốn gì nói luôn đi. Các bạn lên nói là được. Không cần, nhìn nói luôn, em muốn gì?
Dạ, muốn gì? Muốn mở cửa là cài cửa. Đó, tôi vô với đề luôn. Được, được. Nếu mà anh với em đến nhau là em muốn sống ở thành thị là ở vùng quê? Dạ, tùy theo cái công việc người nào ổn định hay là chỗ nào thuận lợi thì mình làm ở chỗ đó thôi anh. Em cũng không quan trọng. Tên là Thanh Phương, 33 tuổi, đến từ Trà Vinh. Nghề nghiệp của em là nha sĩ. Rồi mời nha sĩ ngồi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em. Dạ em chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Đặng Ngọc Hân Trang. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 27 tuổi. Mình đang làm việc gì ở Trang? Dạ em làm thợ trang điểm. À, tiệm của mình hay là mình đi làm cho người khác người ta? Dạ em đi làm cho người khác. Em nói một chút xíu về bản thân của mình. Em có những cái ưu điểm gì? Dạ ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, em biết chơi bóng chuyền. Hèn chi em cao quá, em cao 1m mấy vậy? Dạ em cao 1m68 chị. Ồ chị thấy em cao quá chừng luôn. Hiện tại giờ mình ở đâu? Dạ em ở Sa Đéc chị. Sa Đéc? Ở Sa Đéc. Sa Đéc gần dạ. Như Trà Vinh rồi. Bạn Trà Vinh. Trà Vinh lên đây luôn hả? Dạ. Trà Vinh thì có gì bạn? Có chùa Dơi mà đặc sản Trà Vinh mà nổi tiếng mà không ai biết đó là dừa sáp. Dừa sáp là dạ. Sao? Là có dừa sáp không hả? Là cái dừa nó đặc ruột, nó chỉ có chút xíu. Đặc gì? Đặc ruột. Đặc ruột là sao? Là cái dừa nó đặc luôn, nó còn có chút xíu vậy. Là cái ruột nó đặc luôn hả? Dạ đặc luôn. À, bạn làm nha sĩ được lâu chưa? Dạ cũng gần 10 năm rồi. 10 năm rồi. Vậy thì có nhiều người vào gọi là nơi bạn làm việc, chắc chắn trong đó có những cô gái rất là xinh, đúng không? Tại sao không có cảm tình với ai? Mình làm thì mình không có nghĩ là mình phải thích người đó được. Có bao giờ bạn phải lòng với ai đó chưa, thương người nào đó mà người ta không thương mình chưa? Đó là chưa. Có người nào mình thương rồi người ta thương lại luôn chưa? Thương rồi thương lại thì có. Được mấy người rồi? Dạ được, cũng được hai mối tình. Chia tay lâu chưa? Mối tình cuối cùng đây chia tay được gần 2 năm. Lý do? Lý do khi mà mình muốn tiến tới hôn nhân, cô gái không chịu. Không chịu? À. Bạn có biết tại sao ta không chịu không? Cô ấy có thể một phần gì cái danh lợi. Danh lợi? Danh lợi là cần là giàu có. Phải có nhà, có cửa mới chịu. Ủa vậy bạn không có nhà hả? Nhà tức là nhà riêng. Nhà riêng à. Nhà riêng có ruột ha. Nhà riêng là nhà Trang ơi. Nhà riêng phải có ruột nữa. Nhưng mà là... Trang lên đây đi có mệt không? Dạ em bị say xe nhiều lắm chị. Mình có uống thuốc say xe không? Để say dạ, xe. Dạ em uống thuốc nhưng mà cũng không hết chị. Đến trạm dừng thì em cứ vô toilet ói suốt à. Trời đất ơi. Dạ đó hả? Rồi xong rồi cái chủ xe đi kiếm không có. Rồi anh cũng điện thoại mà em cũng ra không được. Tại vì em bị say xe cũng nặng lắm. Nghe tội nghiệp dạ. Quá người ta. Nghe thấy thương ghê luôn vậy hả? Bạn trai bị say xe không vậy? Không có say xe. Vậy rồi bạn dạ. Có thể đỡ bạn gái lên xe xuống xe được không? Được. Ẩm luôn cũng được nữa. Vậy là bữa nay mình lên mình quay hình xong là mình về lại luôn hay sao em? Dạ em đi về. Trời ơi cực quá ha. Thôi vậy là trước tiên là phải cho một tràng pháo tay ghi nhận cái tinh thần của bạn ấy vượt hơn 500 cây số nha, đến cái chương trình bạn muốn hẹn hò. Nhưng mà chị hỏi này em xinh quá trời luôn mà ở dưới cái xe đét không có anh nào, sao mà mình phải lặn lội lên tới trên này dữ vậy? Dạ cũng một phần là do công việc của em là không có thời gian chị. Bữa nhiều khi là em đi lúc sáng sớm rồi tới chiều tối em mới về. Rồi nhiều khi em mệt mỏi quá thì em chỉ muốn ngủ thôi. Em không có giao tiếp bạn bè nhiều nên không có bạn. Nhưng mà hồi xưa giờ mình có trải qua mối tình nào chưa? Dạ em cũng có 2 mối tình chị. Mình chia tay cái mối tình cuối cùng là bao lâu rồi? Dạ em chia tay mối tình cuối cùng cách đây cũng khoảng 2 năm. 2 năm? Dạ. Rồi suốt 2 năm qua là đi làm rồi về nhà mình ên không vậy dạ. Đó hả? Vô phòng cứ sống khép kín, chưa có ai mở cửa phòng. Hôm nay em đến đây nhờ chương trình như mai mối. Mở cửa phòng giùm đúng không? Dạ đúng. Kiếm người mở cửa phòng giùm em ha. Dạ. Em tới chương trình em muốn chương trình giới thiệu cho em người bạn trai như thế nào? Em cũng không quan trọng gì bề ngoài lắm. Em chỉ cần người chân thành, chân tình và chân thật là được. Rồi em không có thích cái gì ở người đàn ông? Dạ nói dối với lại nói chuyện vòng vòng là em không thích chị. Vô vấn đề luôn, muốn gì nói luôn đi. Các bạn lên mới nói được. Không cần nhìn nói luôn, vậy em muốn gì? Dạ em muốn gì, muốn mở cửa là cài cửa. Đó là vô vấn đề luôn. Được, được. Nếu mà anh với em đến nhau là em muốn sống ở thành thị là ở vùng quê? Dạ, tùy theo cái công việc người nào ổn định hay là chỗ nào thuận lợi thì mình làm ở chỗ đó thôi anh. Em cũng không quan trọng về chỗ ở. Em thích người phụ nữ như thế nào? Phụ nữ em thích là phải cao trên 1m6. Đây là cao dữ lắm luôn nè. Rồi sao nữa? Tóc dài, hiền, biết chia sẻ, biết nấu ăn. Không có găng được không?
gì mà chủ yếu ông nhà sĩ ông có gan thì mình có thể làm gan được. Mấy ông nhà sĩ quen ai cũng phải có gan chứ không có gan không được, đúng không? Gan em cũng xấu mà. Sao không làm đi cho đẹp? Nếu mà làm đẹp nữa người ta không tin mình. Để vậy đó, tôi tự nhiên. Tự nhiên đúng không? Ủa làm răng mà răng xấu rồi ai tin vô dao răng cho mình? Tối ngày em đeo khẩu trang không chỉ có thường thôi. Nếu mà biết hết trơn á. Nữ mà từ ở dưới xe đét lên đây để mà tham gia chương trình này để gặp bạn này, bạn thấy làm sao? Là khoái chứ được. Gì khoái? Cảm động. Tự nhiên thấy tao mệt rồi khoái. Tao mệt rồi. Đây mình có thể mình che chở người đó được. Che chở người nào được? Người ta xỉu thì mình ấm ta dậy. Nổi không? Bên đây bự lắm mà. Hô hấp nhân tạo, nổi cái tường. Hô hấp nhân tạo là hô hấp làm sao? Bệnh mũi. Hai môi chạm lại nhau. Rồi sao nữa? Ép tim. Rồi sao nữa? Thì người ta tỉnh nghỉ. Hô hấp nhân tạo thử với anh Linh coi. Thôi trời ơi. Thôi thử với các tường đi. Trời hà quá. Lên đây có mình nên rồi hả? Có ai đi chung không? Dạ không, em đi một mình. Nam có ai đi chung không? Cô của em. Dạ có, nguyên mình đó luôn. Em chào chị Quyền Linh và anh Nguyễn Linh. Em chào anh Nguyễn Linh và chị Kích Trường. Ghét lắm à. À, nếu mà bạn Trang, nếu mà tìm một người mẫu lý tưởng như anh Phương đây thì có nghĩa là ảnh có thể là chân thật. À, ngoài tính cách, ảnh là một người nam rất là hiền. Tại vì mình làm chung với anh Phương cũng gần 10 năm rồi. Làm chung thì không anh em thôi chứ cũng không có nghĩ tới chuyện tình cảm được. Nếu mà nghĩ được là cũng đã đến rồi chứ anh Phương không đến đây. Sao không được, sao không được? Dạ em không thích lấy cùng nghề. Mà sao nguyên trong công ty quá trời nữ luôn mà không kiếm ai làm mai cho ảnh đi? Tại vì ảnh kiếm một thước 6 trở lên không à, ở đây thước 3 trở xuống. À, thì ra là vậy. À, cảm ơn em. Dạ chào chị. Ông mét 7 mấy hả? Dạ mét 7. Mét 77. Hèn chi mà mấy cô trong công ty đứng thấp quá hả? Dạ. Thấy mấy cổ xinh quá trời mà lên đây hèn chi nữa thì tự kiếm đi. Tại yêu cầu đưa ra phải trên mét 6. Chi vậy? Tôi xứng với mình, xứng với cái hình thể vậy đó. Anh ngồi xuống đi, anh cao quá à. Bây giờ nè, nếu mà bây giờ chịu thì chừng nào đám cưới? 2016 cưới. 2016 cưới, đẻ mấy đứa? Đẻ hai đứa. Bây giờ là về Trà Vinh ở hay lên Sa Đéc ở? Nếu mà cô gái chấp nhận lấy chồng về Vinh thì về Vinh. Không có bằng dâu. Ủa vậy ba má ai nuôi? Ba má thì có em Út nuôi. Chưa gì là thấy mê vợ bỏ ba mẹ rồi. Chết lớn thì chắc được. Nói chung cao ráo, đẹp trai. Thầy xứng với em lắm đó. À, chào bạn, dễ thương. Anh thấy nè, đàn trai này á, thật sự nó cũng rất là bản lĩnh, bị ra đời, ra nghề cũng lâu rồi. Tính vui thôi, bây giờ anh ta nói chơi thôi, trong lòng anh ta, anh đọc được là không có gì đâu. Dạ. Em thích ăn dừa sáp không? Dạ hết. Thích người tặng dừa sáp không? Dạ hết. Thích luôn. Rồi, mình kéo màn lên đi. Mở màn. Anh thấy cô này được lắm á, nha. Làm sao chinh phục được cô ấy đi nha. Hai phút gặp nhau, bắt đầu. Chào em. Dạ, em chào Phương. Anh cảm ơn ông tặng nha. Dạ, em cảm ơn anh. Có tặng thích dừa sáp kìa. Có 2 phút mà ông tặng quà hết phút rưỡi rồi. Tặng em trái dừa à. Dạ, em cảm ơn. Hãy nói tên gì anh quên. Dạ, em tên Trang. Anh em được mấy anh em? Dạ, gia đình em có 4 nha. Em thứ mấy? Dạ, em thứ 2. Em hỏi cùng quá vậy. Nói chuyện tình cảm đi. Dạ. Thấy em sao? Em hơi bị gung phải không? Dạ. Thôi anh nhường cho em nói. Trời ơi, gung mà còn nhường người ta nói nữa không? Anh thấy em như thế nào? Em nè, chuẩn nè. Dạ anh hỏi em đi. Hai người lòng vòng thấy tới sáng quá. Bây giờ hai người bây giờ rượu chưa có cưới nhau mà giờ yêu nhau hẹn hò sao nè? Người ở Trà Vinh, người ở Sa Đéc. Có thể mình quen nhau thì có thể 1 tháng gặp nhau được 1 lần được không em? Trời ơi. Dạ được. Quan trọng là tin tưởng nhau được rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Vậy cũng được. Được hả? Được cái gì mới được. Dính thì cũng cao ráo, cũng nhiều người hợp với em. Cách đúng nói cái... chuyện thì anh... Nè anh gắn móc hết ruột ra nói chuyện này. Móc hết ruột ra nói chuyện. Móc hết ruột ra ha. Cho anh cơ hội nói câu cuối cùng á. Em thích đi du lịch gì không? Dạ em thích đi du lịch. Có thể hồi về đi chung du lịch với anh được không? Đừng nói du lịch Trà Vinh nha. Nhưng mà về có cho vợ giữ tiền không? Thì chồng làm mà vợ giữ. Vợ thích mua sắm thì cứ mua sắm. Có xin lại không? Không xin lại.
không xin lại nha, hứa đàng hoàng nha, không xin lại nha. Mình sống như vợ con à. Được. Hết giờ. Hai người nhìn đơn căng không? Em không bấm là chị bấm á. Cái chị thấy là rất là chân thành và nghiêm túc. Một, hai, ba. Trời ơi, cao dữ. Trời ơi, cặp này xứng rồi. Bấm tay cảm nhận thế nào? Cũng được quá ha. Sao được với bạn? Được không? Đây, thay mặt chương trình tặng cho hai bạn một cặp vé xem phim. Dạ. Em cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em tìm kiếm được một người bạn. Về sau thì có gì thì em sẽ mời anh chị đám cưới hoặc là tham gia chương trình vợ chồng son. Có không? Có. Chương trình có rất có ý nghĩa cho những người ít có cơ hội để giao tiếp gặp gỡ. Em cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi, cảm ơn em. Rồi, chúc em sẽ thành công hơn nữa trong cuộc sống và biết đâu hạnh phúc sẽ đến rất là gần nha. Rồi, cảm ơn. Đã sống có đời thì mình mới định vị được tình yêu là gì. Thì lấy nhau 3 tháng rồi có con. Dạ, no. Tự nhiên mới 3 tháng rồi về chia tay nhau hả? Dạ, em thấy không? Lúc từ bắt đầu đến cuối không có tình cảm. Có đăng ký kết hôn không? Dạ, có. Ly dị chưa? Rồi. Lâu chưa? 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Dạ. Thấy chưa? Bởi vì anh nhìn em là anh biết là anh không ai mà nhào vô cắn bầm môi hết chứ. Thôi được rồi, nói chung là cũng có một lần lỡ dở nhưng mình chưa tới đâu, mới 3 tháng chưa có gia đình. Sao anh trai? Dạ. Cô bé này rất là dễ thương nhưng mà số phận như vậy em thấy sao? Em có ngại gì không? Thấy cũng bình thường. Có gì mình mình có thể làm cho người ta cái vết thương đó có thể mất đi. Làm sao? Làm sao mà cái môi nó bầm tím, làm sao cho nó mất đi? Cái đó thì phải xem để sự đồng âm giữa hai người như thế nào. Làm sao cái môi bầm tím mất đi nè? Vậy sao? Tại em chưa biết. Hỏi Cường thử coi là Cường mong muốn có một cái mẫu người phụ nữ như thế nào? Cái người mà phụ nữ thì nó bình thường thôi được rồi, thì cũng không có cần đòi hỏi gì lắm. Tại vì mình phụ nữ không bao giờ bình thường hết. Phụ nữ luôn luôn có những cái hơn cái bình thường. Nhưng vấn đề mình tìm ra được cái đó hay không thôi. Không ai bình thường hết chứ. Người ta có những cái thứ mà nó phi thường á, phi thường. Đúng. Cái tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn thì nó cũng không có bình thường. Mình nghĩ ai cũng có cái xấu, cũng có cái tốt hết trơn. Cho nên là bây giờ mình nếu mà hai người yêu nhau, thương nhau thì thật sự cái điểm xấu đó từ từ ta sẽ biến mất. Đúng thôi rồi. Cho nên cũng vậy. Tại tình yêu là sự bổ trợ cho nhau mà, để cả hai cùng hoàn thiện. Rồi, tuổi này cũng lớn rồi. Ông chưa yêu mà ông nói giống như là người đã. Dạ, em xem phim Hàn Quốc đồ nhiều lắm, chứ coi phim đủ thứ luôn, phim tình cảm không á. Em xem phim Hàn Quốc hả? Coi đủ thứ luôn cho nên nó hung quá này kia chịu được. Nhưng mà nói nghe nè, vậy thì em có tưởng tượng là cái người yêu của em phải giống một người nào đó không? Về ngoại hình á. Theo em nghĩ thì mình không có đòi hỏi mình giống một cái bản sao của người khác mà mình hãy là chính mình. Như vậy sẽ là tốt nhất. Bởi vì 43 tuổi rồi về có mong có con liền không? Cái điều đó ai cũng muốn. Nhưng mà được không? Được. Sao biết được? Dạ, tại vì đồ hộp hết đát mà còn xài được mà chứ đâu có dục đâu. Đâu bây giờ là cũng như đạn dược rồi kho bãi vậy, ta nói là không còn chỗ chứa luôn. Giờ là chỉ có muốn có người để mà sổ hàng thôi đúng không? Kho bãi nó chật hết rồi. Thì đôi khi máy nó không chạy lâu quá đâu. Nó bị xét vị hết trơn nè. Chào anh trai. Chào anh. Khỏe không? Dạ em rất là khỏe. Hôm nay em vượt lên chính mình á. Đến đây lại nhất quyết ra đem gọi về. Bây giờ nè, em giới thiệu cho bạn gái bên kia với mà mối bên kia biết mình tên tuổi mình ở đâu đi. Dạ, trước chứ anh em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào cô Hồng Vân. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia. Và chào tất cả khán giả trong vườn quay. Chào luôn trên truyền hình và trên YouTube luôn nha. Tên là Võ Quốc Cường, 43 tuổi, quê quán ở tại Cần Thơ và sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc làm là kinh doanh mua bán về vi tính IT. Là về cái công việc thì cũng ổn định. Lý lịch trích ngang là như thế. Trời ơi. Cường, 43 tuổi. Ông làm về IT hèn gì mà ông chào luôn khán giả YouTube hay thiệt chứ. em thích sao em? Em thích những cái chương trình của anh Linh rồi cũng thích cái YouTube của cô Hồng Vân luôn nữa. Vậy hả? Cảm ơn Cưng. Rồi nè, bây giờ mình giới thiệu đi cho bạn Cường bên kia nghe hết rồi. Hôm nay là bạn kiên quyết bạn rước vợ về đó. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và nói chào anh trai bên đấy ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả.
Em tên là Lê Thị Thu, em ở Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay em đến với chương trình cũng mong có một người để dìu dắt em những quãng đường tiếp theo ạ. Nhưng mà em làm gì nè Thu? Dạ, em làm bên thiết kế thời trang. Hả? Em làm bên thiết kế thời trang. À, người ta là thiết kế thời trang đó. Dạ, Cường dạ, ơi. Dạ. Em nói lớn lên cho người ta nghe coi. Dạ. Nghe. Dạ, cái cũng rất thích đó cô Giang ơi, chị Giang ơi. Vậy hả? Dạ. Ừ, sẵn vậy Thu nói luôn đi, cái điểm yếu điểm mạnh của Thu là gì? Dạ. Điểm mạnh của em là sống vui vẻ và biết sống hài hòa với mọi người, và biết sống hiếu thảo và rất quan tâm nhiều người nữa. Ừ. Và còn điểm yếu của em thì có một cái điểm yếu kinh khủng nhất, đó là em rất là sợ ma. Cho nên hôm nay em cũng muốn đến chương trình để tìm người bảo vệ cánh ma chút em. Bảo vệ cho em đúng không? Dạ. Ma anh bắt luôn cho em khỏi lo. Yên tâm đi, bắt ma luôn cho. Quá em, luôn. Rồi anh tập cho em xem phim kinh dị luôn, không sao đâu. Nhưng mà Thu nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 37 tuổi ạ. 37 tuổi nha Cường nha. Dạ. Nhìn tưởng giống như là 27 vậy đó Cường. Ồ, mình đây 43 tưởng đâu 34 á. Ồ vậy hả? 27 với 34 cũng được hả Linh? À cũng được, nó hợp nhau. Ok mà. Còn Cường, điểm mạnh điểm yếu của Cường là gì? Điểm mạnh thì tự tin. Làm cái công việc nào cũng là nhanh gọn lẹ, quyết đoán. Là được điều đó. Còn những cái điểm yếu thì nó rơi vào hai trường phái. Một là mạnh mẽ, hai là nó lại nhút nhát. Ủa gì vậy vậy? Là tại vì nó nhiều khi cái vấn đề đó nó thấy nó mạnh quá thì nó sợ lại nhút nhát. Nhưng mà mình thấy mình mạnh hơn người ta thì lại là mình 200% luôn. Mình mạnh hơn người ta mình lấn luôn. Lấn luôn. Mình thấy mình yếu hơn ta là không ra gió. Lép luôn. Trời ơi. À, em có thích sở thích gì là nhất nào? Sở thích đó, em thì thể thao. À. Thể thao ví dụ chơi game nè, bơi lội nè, đạp xe nè, chạy bộ nè, tất cả những môn về thể thao là đều thích hết. Đó. Văn hóa nghệ thuật. Văn hóa nghệ thuật và cũng thích nữa. Thích. Dạ. Thích ví dụ thỉnh thoảng thì có thể là hát nghiêu ngao rồi vậy vậy. Thích mấy cái cảnh là đi bắt gà, bắt trứng gà của chị đó chẳng lắm. Còn còn anh Linh thì là vườn trái cây. Ồ, thích lắm, giờ trái cây hay. Vừa rồi có coi ổng quẩy cái bị mà gọi là bị Doraemon của ổng quẩy tiền đi ra miền Trung không? Có. Một mình ổng đơn độc vậy mà ổng dám quẩy một cái thùng cái là cái bị tiền hả Linh? Ghê thiệt, đi đôi dép tổ ong đi ra miền Trung. Tôi mà biết ông đi vậy là tôi rình theo ông tôi cướp rồi. Một mình luôn nha mọi người, đi cầm cái gói là cái túi cỡ 3 tỷ bạc vậy đó. Đơn thương độc mã đi mình vậy đó. Ghê thiệt chứ. Ra ngoài đó rủ thêm bạn, có bạn mà đó mà. Tại không sao. Mà người ta thấy tiền đi cứu trợ ai dám lấy. Nói nghe nè Cường. Dạ. Ủa chị hỏi nè, với một cái người hoạt bát như em ha, hoạt ngôn như em, mà lý do gì em có mặt ở đây? Tại vì em sống nó hơi khép kín, nó có nghĩa là đi làm xong rồi cái cứ ở nhà. Ở nhà lười đi ra ngoài. Có nghĩa là không thích đám đông. Thí dụ mình đi với một người nữ thì ok, chứ ngồi tụm năm tụm ba tụm bảy mà. Với phần em là không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, cũng không có gái gú luôn. Nói chung là nó hơi sạch sẽ một tí. Cho nên nó là nhiều khi thấy vậy thôi, cứ ở nhà rồi khép mình vậy là tạm gọi là nó không có mở lòng. Cho nên là thường thường mình không có nhiều bạn được, không có cơ hội để gặp người nữ được. Đừng nói cho với nên... tôi ông còn trai nha ông Cường. Chắc vậy quá. Sao Thu nghe tôi mất hồn không? Ôi. Hiểu không? Tại vì tình cảm thì có quen mà quen cũng như là ví dụ bạn bè nó xa xa hơn một bạn bè một tí xíu. Đó mình cũng thấy mến mến, thương thương mà nhưng chưa đi tới đâu. Nắm tay thì hình như là làm như là mình không yêu, không cảm giác hay sao ta? Sao thường thường nó nắm tay xong nó có điện giật hay là cái gì đó mình thấy cũng bình thường. Đó cho nên là em nắm tay nhưng mà em chưa có cái cảm giác mà chưa gọi có, là chưa cảm giác gọi là cái xuyến xắn, người ta gọi là xuyến xắn. Tình yêu là phải có nụ hôn đầu đời, có không? Cũng chưa hôn nữa. Thiệt không? Chưa xin có biết nguyên. Nụ hôn như thế nào. Bây giờ nhiều khi ngồi suy nghĩ thấy người ta yêu thương nhau. Mình cũng xem phim mình thấy yêu thương nhau mà mình nhìn kỹ mình nói không biết tình yêu nó màu gì. Rồi nó ra làm sao cũng chưa biết tình yêu màu gì nữa. Chưa cảm giác được như thế nào luôn không tình yêu. Thấy hôn mình cũng mơ rồi mình hôn không? Không có nhiều khi đêm đêm ngủ tại vì mình không có người yêu đó rồi cũng khóc ướt gối gì vậy chứ. Khóc gối luôn chứ sao? Dạ. Cũng tuổi thân lắm chứ bộ đúng rồi. Đúng rồi, chứ thấy người ta có cặp có đôi mà mình lớn không vậy cho nên phải vượt lên chính mình lên đây. Dạ, bữa nay lên đây. Lên kiên đây quyết, đúng không? Kiên quyết lên đến đây.
Vậy là chưa có mối tình nào rồi? Chưa mối tình nào. Vậy là khỏi hỏi, lướt qua vụ đúng mối tình rồi. Bây giờ tôi mời ông mối ông qua đây. Ông muốn hỏi han gì nhà gái tôi không? Hôm nay nhà gái hơi bị ngon đó nha. Nói dạ cho, nói cho nhà trai biết nha. Vậy tôi chào mối đi em. Dạ. Cô nhà gái. Dạ em chào. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Dạ. Ôi xinh quá hả? Dạ. Rất là xinh á. Em cảm ơn anh ạ. À, em có mối tình nào chưa? Là nhỏ rồi em chẳng có mối tình nào bắt vai hết anh ơi. Hả? Ủa vậy luôn hả? Dạ. Ủa trời. Trời tôi với ông hôm nay vô mánh rồi đó ông Linh. Ủa sao lạ đó, vậy mối tình nào trời? Dạ, em không sao chứ. Tại vì á, nhỏ giờ em cũng chỉ anh mới đi học xong rồi đi làm. Cái em thấy cũng có nhiều người đẹp trai quá trời, em sợ người ta bỏ rơi á, em hình như người ta cũng có thích em đó, nhưng mà em giống như em trốn á, em không dám thích. À, em không dám đó. Thực ra em thích thì có thích nhưng mà em không dám. Cho nên không có tình yêu, em có cái mảnh tình nào bắt vai luôn đó anh. Cũng chưa có lần nắm tay. Ta nắm tay lén có. Ta nắm lén hả? Vâng. Mà mình hốt lại. Mà em nhút nhát quá em đâu dám đâu. Có ai hung lén em chưa? Có luôn, bị bầm môi luôn. Gì? Bầm môi luôn hả? Hung lén mà sao bầm môi trời? Em né, em phản kháng. Sao mà? Mà em né, em là phản kháng. Xong em mới bị thà như em ngoan ngoãn thì đâu có sao. Được, nhưng mà sao? Em hung dữ quá. Bất, cái này là cưỡng hôn á. Cái này là thực là bị cưỡng hôn. Anh không tin, nếu vậy không phải. Vậy thì cái người nó phải gần gũi em người ta mới hung. Điếu cà phê, điếu cà phê mà lúc mà có người nhiều á, mà người ta cũng giang hồ nữa. Cái người ta lúc mà không có ai để ý á, người ta cố tình xong rồi em biết được em phản kháng. Em mới bị chày môi đó. Dạ. Không tin, phải có cái tình cảm thì người ta mới dám làm vậy chứ. Dạ đúng rồi, người ta rủ em uống cà phê hoài em không đi, xong người ta tức quá chắc người ta trả thù hay sao á. Lâu lâu em đi uống cà phê. Em có gia đình, em có cái người nào mà về gọi là chung với em như nhà chị chưa? À, cũng tại vì cái lúc mà còn nhỏ hơn tuổi còn đang chưa chín chắn á, cái thì còn có cái hôn một lần nhưng mà 3 tháng sau đó phát hiện không có tình cảm gì cái có kết hôn rồi đúng vâng không? nhưng mà đã ly hôn rồi. Vậy từ đó đến nay 5 năm rồi. Không phải đó, không phải là em không biết đó là tình yêu hay là gì, em chỉ là thương hại người ta vì người ta đối xử tốt với em quá này kia ấy. Em tưởng là mọi điều tốt đẹp thì mình cứ ok với những mọi điều tốt đẹp thì chắc tương lai cũng tốt đẹp. Nhưng mà lúc mà em biết xác định là đâu là tình yêu, đâu là cái lẽ sống của đời thì mình mới định vị được tình yêu là gì. Thì mình lấy nhau 3 tháng rồi có con. Dạ, no. Tự nhiên mới 3 tháng rồi về chia tay nhau hả? Dạ, em thấy không có, lúc từ một đời đến cuối không có tình cảm. Có đăng ký kết hôn không? Dạ, có. Ly dị chưa? Rồi. Lâu chưa? 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Dạ. Yeah. Thấy chưa? Bởi vì anh nhìn em á là anh biết là anh muốn ai mà nhào vô cắn bầm môi hết chứ. Thôi được rồi, nói chung là cũng có một lần lỡ dở nhưng mà chưa tới đâu, mới 3 tháng chưa có gia đình. Sao em trai? Dạ. Yeah. Cô bên đây rất là dễ thương. Nhưng mà số phận như vậy em thấy sao? Em có ngại gì không? Thấy cũng bình thường. À. Là có gì kìa mình mình có thể làm cho người ta cái vết thương đó có thể mất đi. Làm sao nữa? Làm sao mà cái môi nó bầm tím, làm sao cho nó mất đi? Cái đó thì phải xem để sự đồng âm giữa hai người như thế nào. Làm sao cái môi bầm tím mất đi nè? Vậy sao? Tại em chưa biết. Hỏi Cường thử coi là Cường mong muốn có một cái mẫu người phụ nữ như thế nào? Cái người mà phụ nữ thì nó bình thường thôi được rồi, chứ cũng không có cần đòi hỏi gì lắm. Tại vì mình phụ nữ không bao giờ bình thường hết, phụ nữ luôn luôn có những cái hơn cái bình thường. Nhưng vấn đề mình tìm ra được cái đó hay không thôi. Không ai bình thường hết chứ, người ta có những cái thứ mà nó phi nổi thường trội đó, mà chưa tìm thường ra được. Đúng. Cái tiêu chuẩn tiêu chuẩn thì nó cũng không có bình thường. Mình nghĩ ai cũng có cái xấu, cũng có cái tốt hết trơn. Cho nên là bây giờ mình nếu mà hai người yêu nhau, thương nhau thì thật sự cái điểm xấu đó từ từ ta sẽ biến mất thôi. Đúng rồi. Cho nên cũng không có gì. Tại tình yêu là sự bổ trợ cho nhau mà. Để cả hai cùng hoàn thiện. Rồi, tuổi này cũng lớn rồi. Ông chưa yêu mà ông nói giống như là người đã. Dạ, em xem phim Hàn Quốc đồ nhiều lắm. Chứ coi phim đủ thứ luôn, phim tình cảm không á. Em xem phim Hàn Quốc hả? Coi đủ thứ luôn cho nên nó hung quá này kia chịu không được. Nhưng mà nói nghe nè, vậy thì em có tưởng tượng là cái người yêu của em phải giống một người nào đó không? Về ngoại hình á. Theo em nghĩ thì mình không có đòi hỏi mình giống một cái bản sao của người khác. Mà mình hãy là chính mình. Như vậy sẽ là tốt nhất. Bởi vì 43 tuổi rồi về có mong có con liền không? Cái điều đó ai cũng muốn. Nhưng mà được không? Được.
Sao biết được? Dạ, tại vì đồ hộp hết đát mà còn xài được mà, chứ đâu có dục đâu. Đâu bây giờ là cũng như đạn dược rồi, kho bãi gì ta nói là không còn chỗ chứa luôn á. Giờ là chỉ có muốn có người để mà sổ hàng thôi đúng không? Kho bãi nó chật hết rồi. Đôi khi máy móc không chạy lâu quá nó bị xét vị hết trơn. Còn em sao nè, nói cho anh nghe cái mẫu người lý tưởng của em. Em muốn tìm sao? Người yêu như thế nào? Sẽ một người là tính, nói chung là ngoại hình dễ nhìn, tính tình điềm đạm, biết sống mà có kế hoạch cho hiện tại và tương lai. Nói chung là biết tạo dựng một kinh tế ổn định cho cuộc sống của bản thân mình và gia đình. Anh bây giờ, anh bây giờ nói em có cảm nhận là thấy có gì giống giống mà những điều em muốn không? Dạ giống giống đó anh. À. Dạ. Rồi, ok. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Em đi với em gái. Em gái đâu? Em gái xinh quá nhỉ. Hai chị em ruột đúng không? Hay là hai chị em họ? Dạ, nó là được lượm ở ngoài chợ về nuôi ạ. Ba mẹ em nói lượm ở chợ về nuôi ạ. Giống như sợ hai chị em á. Dạ. Đó, Cường ơi, Cường nhìn đi, nhìn chị, nhìn em ra chị đó Cường. Thì em xin vậy. Em sao, cho Eva ý kiến coi thấy anh này có hợp với chị gái mình không? Dạ anh, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, em chào khán giả trong trường quay và em chào anh. Thì em thấy anh ấy cũng dễ thương, cũng được và cũng nói chung là cũng nhanh nhẹn. Có duyên, anh dạ, này là thuộc loại có duyên á, dạ. Anh Cường á. Dạ. Hợp với chị em không? Dạ cũng hợp. Cũng em thấy cũng được. À, vậy là anh có thể bước qua cái cửa của em trước rồi đúng không? Dạ được. À dạ. Gái có người yêu chưa? Dạ. Em chưa có người yêu nhưng mà em đã có chồng rồi. Trời ơi, vậy là đi vượt qua chị rồi. Từ sáng nay cái người mà chủ cửa xe á, à, mà anh con có người yêu chưa, nhà cô còn bày ngựa cô làm mai cho một con. Yeah. Rồi Cường đi với ai Cường? À, em đi với em trai của em và em dâu của em. À. Yeah. Em trai ruột không? Em trai ruột. Dạ. Yeah. Ồ vậy hả? Yeah. Em ruột. Thấy chưa? Hai bên người ta có gia đình hết mà anh chị chưa có. Anh chị nó dở dữ vậy ta. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân cũng như chào các bạn ở trường quay. Em chào chị. Anh trai em lần đầu tiên là thổ lộ cái thật lòng mình đó. Em ngồi em nghe từng câu của anh và từng câu của chị thì chị cứ yên tâm về cái vấn đề mà sợ ma hay bất cứ cái gì, khi mà đi với anh của em là sẽ có cảm giác thật an toàn, cái đó là điều em chắc chắn. Thứ hai, thí dụ em nghĩ như vậy, cái hôn nhân là một con đường rất là dài, thì cái điều đó sẽ tạo cho anh chị những cái khuyết điểm và những cái ưu điểm sẽ bù trừ lẫn nhau. Thì em mong qua chương trình này thì anh chị cho nhau một cơ hội để mình bấm nút để mình tìm hiểu. Dạ, dạ em sẽ nói. Rồi. Dạ. Cảm ơn hai gia đình. Nói nghe nè, ông mới, ông nói ông Cường á, ông đến sân khấu kịch tôi á, coi kịch ma đi, dắt ông Thu đi coi. Là biết coi đứa nào sợ là biết liền. Em cũng thích lắm nhưng mà em chưa dám đi ạ. Thôi, em nhớ dắt sau này chút mà bạn gái đồng ý bấm nút á, là mình nhớ giờ xem phim là xưa rồi. Chắc là coi kịch ma mới mà là đúng rồi. Coi kịch ma đúng rồi kinh, coi kịch ma. Rồi bây giờ mở rào cho hai bạn trẻ gặp nhau. Mở rào. Tặng quà gì đi. À, anh dạ. Có món quà anh tặng cho em. À. Dạ. Em cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Em cũng có gì món đó, quà đó, tặng anh. Mở ra đi, mở ra đi coi là gì nè. Dạ. 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 Một dạ chiếc xây. Trời ơi, cái lắc hay là dây chuyền? Lắc. Lắc hả? Đeo luôn đi Cường. Trời ơi. Coi như chiếc vòng cầu hôn đó. Đeo vàng như đeo vào. Đeo sao lên sao lên. Đeo vàng như đeo rong vào cổ. Đeo rồi mấy thở lấy ra. Anh trao cho em chiếc vòng cổ hôn. Chiếc vòng cổ hôn. Dạ, em cảm ơn anh. Okay, anh rồi, em cũng có món quà tặng anh. Rồi, dạ, mở ra luôn. Cái gì mở ra luôn. Mở ra luôn.
Cái nó nhảy mà... không? Nó nhảy không? Nó nhảy không? Dạ, nhảy. Chị ơi chị, cái món quà này nó nhảy đó. Thôi để anh mang về thì... Anh mang về anh kết thì cũng không được. Mở ra coi, mở ra chứ. Đâu chuyện, phải có qua có lại chứ. Ừ. Một chiếc áo sơ mi. Dạ, em thích áo sơ mi lắm. Dạ. Em thích áo sơ mi mà lại thích màu trắng luôn không? Thích màu trắng đúng luôn. Anh nói đâu mặc khoác vô coi vừa không? Coi nè, lên y chang giống như anh em song sinh á. Cái áo bạn đang bận. Sai gì, sai gì? Ừ đúng rồi, bây giờ sai nha, coi sai nha. Coi mà đúng sai một cái là coi như ông Tơ bà Nguyệt là dính luôn rồi đó. Không còn gì để nói, sai gì em mặc sai gì? À, nó ná nhà hết, 39, 40, 41. Đây, sai gì đây? Mắt tôi đuôi tôi không thấy được. L 43. Hả? 43. Dạ. Thì cái áo này phòng thủ khi mà anh ấy mập thêm một tí á, anh mặc vẫn còn vừa. Đừng có nói mập, đụng chạm nhiều người. Như vậy có nghĩa là vậy nè Linh, trong đầu của cô bé này á, là cô tưởng tượng như cái hình mẫu bự con dữ lắm nè. Tưởng tượng ai mà mua 43 vậy em? 43 là size của anh đó. Cường nó bự dữ lắm. Ủa vậy là mẫu hình lý tưởng của em là anh Quyền Linh hay gì? Đúng không? Thì có thử coi Cường, thử coi Cường. Khó chịu ghê luôn á nè. Coi nè. Ý vừa nghe Cường nha. Vừa nha. Quay lưng lại đây. Đâu lưng lại. Ê vừa nghe vừa in nha. Trời ơi nè. Vừa. Cái vai nè ngám luôn nè. Vừa luôn. Ôi, chúc mừng hai bạn. Hỏi thiệt lúc em mua màu trắng là thích ai mà mua nè. Chúc mừng hai bạn. Ông dạ em tưởng tượng anh Quyền Linh đó ạ. Này Linh bẩn mới vừa đâu. Thiệt. Vừa. Mới vừa. Hôm nay đi tuần xuống mấy ký. Ok. Rồi hai bạn về vị trí đi nào. Quan rồi đó. Chị Thường á. Nè Cương trả Cương nè. Quà cáp là mình phải hốt liền nhé. Nè, rồi ngồi nói chuyện đi. Cảm giác đầu tiên cảm này kia nọ đi. Lần đầu tiên hai người gặp mặt đó. Dạ lần đầu tiên. Và nói chung là em cũng không ngờ em lên đây. Em cũng tại vì em sợ ma quá nên em mới lên. Mà em gặp anh em run quá đi ạ. Run quá hả? Vậy dạ. Là em có ấn tượng gì về anh không? Dạ, em thấy anh là người hiền lành. Và là một người đáng tin cậy trong mọi lĩnh vực ạ. Thế à? Dạ. Bây giờ thí dụ có hai mẫu người đàn ông. Dạ. Một người đàn ông làm cho em mọi thứ để mà em yêu họ. Dạ. Còn một người đàn ông khác á, em chỉ cần nhìn vào họ thôi là em đã yêu họ rồi. Thì em sẽ chọn người nào? Em chọn cái người mà em nhìn vì em cũng có một chút bói bói. Vì em học lâm học lõm á. Vậy hả? Dạ. Rồi em nhìn cái dạng người thứ hai hay dạng người thứ nhất? Là người thứ hai là mình nhìn vào người đó. Người đó là em cảm thấy em yêu người đó liền. Em dạ. Thương người đó, tình yêu trong người đó liền. Là em chọn người nào? Là cái người mà em người thứ hai vào người, nhìn vào người thứ hai. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Thì anh là người thứ hai nè. Thế hả anh? Vậy là đúng người anh em đúng muốn không? Đúng em nhìn đúng anh em có thấy thương anh không? Dạ thấy. Đó thấy không? Thì anh nói là anh là người thứ hai mà. Cho nên chứng minh điều đó mà đúng không? Dạ. Dạ. Linh dễ sợ luôn không? Linh vẫn không nghĩ ông này ông chưa có tình yêu đâu. Em xem phim chị Vân ơi, em xem phim là... Hàn Quốc. Vậy em chứ phim mà... Hàn Quốc nhiều lắm mà dạo này phim Hàn Quốc không có hay cho nên em không có xem nữa. Chứ bây giờ ai mà không thích xem Hàn Quốc tình cảm là đúng không? Đó. Vậy chứ kia nói em thích bây giờ là nếu mà anh là người thứ nhất à. Anh với em tìm hiểu quen với nhau như vậy thì bao lâu mình đi đến hôn nhân được? Nói chung là em mà đã lên đây có nghĩa là em đã sẵn sàng ok luôn rồi. Ý sẵn sàng rồi ạ. Dạ. Sẵn sàng ok ha. Ý có nghĩa là anh cưới là em chịu đó ha. Đúng không? Chắc vậy. Hôm nay người ta đều có một cái sự kiên quyết mà bên em là cũng kiên quyết rinh vợ về đúng không? Đúng rồi. Còn bên đây ta cũng kiên quyết tìm được bờ vai vững chãi để ta dựa dẫm mà. Thì cỡ này là ma làm sao mà sợ được? Cỡ này là ma là nó chạy hết rồi. Đúng không? Đó. Chứ em hỏi anh nha, anh có sợ ma thật không á? Anh bắt ma luôn cho em. Chắc không anh? Em khỏi lo. Bây chắc giờ em nói ở đó có con ma anh bắt lại cho em thấy nó nằm đó luôn. Đó, yên tâm nhưng mà, đi. Đó. Nhưng mà em nói là tại vì em ở mình nên mà bản thân em là rất thích ánh sáng mà bóng tối là em rất là sợ. Thì em cứ ở bên cạnh anh, em cứ sợ, em cứ ôm anh là sao em đâu có thật sợ được. Đúng không nào? Ủa giờ em muốn đi lấy chồng hay em chỉ cũng muốn kiếm một người bắt ma cho em? Đi lấy chồng á. Hả? Đi lấy chồng á. Lấy chồng, tính lấy chồng đi. Nhưng mà em phải hỏi cho chắc cú, lỡ mà anh ấy sợ ma nữa thì thôi. Không sợ, rồi. Nó là nó thua đâu. Luôn á. Ủa ví dụ như anh yêu em yêu anh, em sợ ma kệ anh chứ. Chuyện yêu là yêu chứ. Nhưng mà đồng thời có cả đừng có sợ ma. Mà đâu. Em nhìn thấy anh á, em thấy anh có khả năng bắt ma không? Chắc cũng có luôn. Có thấy không? Anh nói là em thấy tự tin của anh đủ để em nương cậy anh không?
Dạ đủ. Rồi hẹn hò sao nè, hai đứa bằng bạc ơi. Bây giờ nè, em hiện tại là em nói em ở đâu quên ta? Quận ở thành phố Hồ Chí Minh mà như thế nào? Em ở Tân Bình. Ở Tân Bình, Tân Bình với quận 10 là rất là gần. Đúng không? Kế bên luôn. Dạ. Như vậy thì thí dụ mình hẹn hò mình gặp nhau như vậy thì một tuần như vậy là em muốn gặp nhau mấy lần à? Cuối tuần ạ. Cuối tuần mấy lần hả? Nhiều khi ví dụ em thích anh quá rồi giờ em tìm lại nhiều lần rồi sao? Tại em dạ. Nói một lần mà thí dụ em lại sao ạ? Lúc đó em báo sao ạ? Đó. Nhưng mà em nhìn thấy anh ấy, em có cái hấp dẫn cuốn hút gì không? Dạ có. Đúng không? Anh đẹp trai nè, anh phong độ nè. Anh nói chuyện rất, ồ, cảm ơn em rất là dễ nghe ha. Dạ. Dễ nghe đúng không? Dạ. Anh cũng thích người gái Bắc nữa. Giọng Bắc rất là thích. Dạ. Cũng đức tính người Bắc thì anh cũng thích nữa. Dạ. Hai đứa này có dễ hợp lắm luôn á nha. Ừ thiệt luôn á. Tôi thấy là vô thẳng vấn đề luôn đi. Vô thẳng luôn. Bây giờ là nếu cưới nhau thì tiền bạc ai giữ? À, đứa nào thích con trai con gái? Vậy là anh đang ở nhà anh hay đúng là rồi. Ở nhà mướn nè, em cũng vậy, ở nhà em hay là ở nhà thuê nè. Đó rồi ha, mình lấy nhau rồi là mình gộp chung kiểu gì nè, ừ, đó, ví dụ vậy. Bạn đi. Anh đang ở nhà của người ta. Dạ. Đó, dạ. Tạm thuê. Dạ. Cho nên nếu em về mà ở chung với anh em có chịu không? Dạ chịu. Vậy là hả, cũng dạ. Chịu luôn. Miễn là anh cho ở. Thì nói chung em thương anh rồi là cái gì em cũng chịu chứ phải không? Dạ. Ủa xem vậy. Ủa sao đối rồi còn thu ở nhà thuê luôn hay gì? Em ở nhà của ông chủ nhà trọ. À vậy hả? Ờ vậy ở với anh không biết sao. Rồi sao? Ai thích con trai con gái nào nói luôn đi. Dạ em thích đi. Em thích con trai con gái. Dạ cái này là tùy ý chơi ạ. Trời cho gì thích lấy ạ. Con trai cũng được, con gái dạ, cũng được dạ. Đúng không? Với cái tuổi này thì bây giờ có con là ai cũng thích đúng không? Dạ. Nói con trai con gái gì cũng đều tốt thôi dạ. Không quan trọng lắm dạ. Rồi tiền bạc sao? Ai giữ? Con cái ai lo? Bàn nhau đi. Cái này anh nói đi rồi. Gì đó hả? Dạ. Rồi không lẽ bộ bây giờ anh kêu em đưa tiền cho anh giữ em cũng đưa luôn sao? Nếu như mà em giữ không hết, ý mà em giữ không nhiều quá thì em anh phải giữ phụ chứ. Ừ, vâng vậy đó. Vâng. Khi mà em cậu khả năng giữ thì anh cứ ok vậy. Mà khi mà em mà nhiều tiền quá đích đi như là em cũng sợ, em giữ nhiều cũng sợ nên anh cũng phải giữ phụ em. À rồi đưa anh giữ ha, vậy là hứa vậy nha. Không phải nha. Không phải ý là anh giữ, ý là khi mà nhiều tiền quá là anh phải giữ phụ em vậy đó thì dạ. giữ phụ em mà em có đòi đúng không? Tại vì lúc đó nếu làm vợ chồng thì xài chung chứ đâu có đòi được. Dạ đúng không? Nếu dạ. mà chưa là vợ chồng thì nhưng có thể mà, đòi được. Nhưng mà anh nhớ giữ kỹ á, anh nhớ phụ nhưng anh nhớ giữ kỹ á. Đúng rồi, tại vì em nghĩ đi, anh không có cờ bạc rượu chè, không có gì hết trơn, không ăn chơi bời hết trơn, làm sao mất tiền được. Dạ vậy đúng ok không? Dạ ok đó. Vậy em yên tâm. Anh lấy tiền đi mua lắc không á? Nhớ rồi, bây giờ Cường bước tới nắm tay Thu, hát tặng bài truyền hơi ấm cho nhau nè, thử coi nói sao. Bước tới mạnh dạn lên nào, bây giờ tự tin lắm mà Cường. Thật sự mà để hát một cái bài về tình cảm nhạc trẻ đó thì tại vì nó qua cái thời rồi. Cái dạ. thời của mình là cái thời 7X, 8X. Cho nên là những cái dạng tình ca mà tình cảm thì nó hay cái vụ mà tan dở mong manh này kia rồi nhạt nhòa này kia đó. Thì mà bây giờ mà mình hát một cái bài mà gọi là tình cảm thì karaoke hay có lời thì nó dễ hơn. Còn nếu mà hát cái bài nào mà nhớ cái thời mà thập niên 80 này kia đó thì có thể là nhớ lời thì hát được. Nhưng mà nó không có đúng với cái không khí như thế này. Kệ nó, nào nắm tay hát lại đi, bài gì cũng được hết trơn á. Bài được hết á, nếu anh nói anh đã yêu em là thật ra em đó. Nếu anh nói anh đã yêu em là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã chót yêu em rồi là thật như anh đang chót em. Rồi từ ngày vắng em. Rồi từ ngày vắng em bước chân buồn tên không thuộc lời được đó, nhưng mà ý là thôi dùng cái cảm xúc của bài hát đó nói với cổ đi. Bài nào em thuộc á Cường, em nắm tay bằng ấy đi. Thực nói cái cảm xúc của em đi, mạnh dạn lên nào, nắm tay bằng Thu đi. Nắm hai tay vô rồi, cảm xúc bài nào hát đại bài nào em thuộc đó. Sao lạnh như vậy? Em run quá. Có gì đâu rung. Cái Thu nó rung. Người ta anh nóng không? Ta nóng không? Người ta anh nóng. Ủa vì sao mà tại sao mà lạnh? Tại vì em ngồi đây, tại vì bao năm nay em lạnh giá tay tim luôn ra ngoài. Vậy đó hả? Dạ, cơ thể vậy, em lạnh. Vậy là anh, nếu mà anh ấm, anh nóng như vậy có đủ cho em ấm không?
hay là cũng vẫn còn lạnh hơn? Dạ chắc đủ rồi. Đủ hả? Được, dạ. Mà nắm càng lâu là nóng lắm đó nha. Dạ, đúng đâu rồi. Bây giờ thử ôm cái sưởi coi có nóng thiệt không Thu? Tôi coi người Cường có giống như cái lò sưởi không? Cái người đàn nhìn... ông mà vững vàng là em, sao? Em nhìn em biết rồi, chị ấm. Nhìn biết rồi là ấm luôn, nhìn mà biết luôn vậy đó. Dạ. Sao vậy? Còn mắt em cũng hơi tinh tinh nữa. Tinh rồi đó. Vâng. Mà thấy nói thật lòng không? Dạ. Đúng hả? Dạ. Sao tin anh dữ vậy? Không, tại vì em học lõm từ mấy người lớn đó. Dạ. Em tin anh mà em nhìn bên đây, em nhìn thẳng anh nè. Ừ, em cứ như vậy gì đó không? Thì thẳng nè, thấy không? Đó. Từ từ em sẽ nhìn đó. Ờ, à, đó. Dạ. Mạnh tiếu lắm sao em cười? Không phải em run quá, nhưng mà em đang tính nói. Tính nói sao? Em tính nói sao? Em tính nói là... Sao em quên mất tiêu rồi. Em quên là phải về phải nhớ lại để em nói anh nha. Dạ. Đúng không? Đó, dạ. Rồi. Thì bây giờ nói như vậy nè, không? Bây giờ là anh không hứa, tại vì cái tuổi này nó lớn rồi đúng không? Anh không hứa cho em một cuộc sống giàu sang. Nhưng cái điều anh hứa đó là cho em á là một cái sự chung thủy, cái chân thật của anh đối với em là nếu em là vợ của anh. Dạ. Dạ. Em đồng ý những lời anh nói. Bé Thu này. Bé Thu nó hiền ghê luôn á. Ngồi đi Thu, ngồi đi. Dạ. Hai đứa nó làm thiệt mắc mệt tim gì đâu. Bây giờ để tay vô nút bấm nào. Hai bạn. Nút bấm nằm chỗ nào ta? Bên tay trái. Em cũng chưa biết. Đây. Đúng rồi. Xích vô đây, nút bấm đi cưng. Đây, đây, đây. Hai đứa này về nhà vui lắm nè. Ở trên hay ở dưới hả chị? Cũng nhập, hợp lắm nè, nè. Em mà thấy đủ rồi là em bấm luôn, em khỏi cần chờ đếm. Vâng ạ. Đó, hai đứa mà thấy được rồi là bấm luôn vậy đó. Nào, cái phình phịch này là hình như trái tim nó đập. Trái tim nó đập cập hịch đó. Suy nghĩ cho kỹ xem đây có phải là một đứa yêu thương của mình hay không. Quên cái đồng hồ đo nhiệt độ tim. Nếu đúng chúng ta bấm, nếu không đúng không nên bấm. Suy nghĩ cho kỹ sau 3 tiếng đếm. 1 2 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Trời ơi, đeo vòng đeo lắc của người ta rồi nhau. Sao không bấm được? Em bấm mà. Chính thức bấm là rồi. Ngay bây giờ từ giây phút này các bạn đồng ý hẹn hò và tìm hiểu nhau ha. À, ba mẹ em đâu ở đang ở đâu hả Thu? Ba mẹ em đang ngoài quê ạ. Quê là ở đâu? Quê em Thanh Hóa. Thanh Hóa đó. Dạ. Bây giờ Cường nhìn thẳng vào máy xem như ba mẹ Thu á đang ngồi đó đó. Cường nói gì á, xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu với nhau ha, nói chuyện với người lớn để người lớn chứng kiến. Dạ, xin phép hai bác để cho con tìm hiểu và làm quen với em Thu. Nếu được á thì chúng con sẽ đến kết nối xa hơn nữa. Dạ. Rồi. Nụ hôn đầu tiên. Dạ, cái này nợ đi ạ. À, anh Quyền Linh luôn á, đầu tiên luôn á. Cường á. Em nếu mà nụ hôn đầu tiên thì mình phải hôn sao mới đúng anh Linh? Tùy em. Anh có kinh nghiệm không sao chị Vân? Hả? Em hôn ở má thôi, cái phạm vi của em là chỗ này. Chỗ này đó. Xuống hả? Ờ đó. Chứ sao em thấy người ta yêu nhau thôi cái môi mà. Cái môi là để sao? Thì còn quyền chương của em là sao chỉ cho em được hôn má thôi. Kệ quyền tự do của em. Tội nhỏ này nó bị cưỡng vậy hôn mà nó sợ lắm. Vậy mình sao? Cứ nhẹ nhàng nhưng mà như cái cưỡng hôn nó khác, còn cái người mà mình thương mình yêu á là thí dụ hôn nhiều khi cảm giác khác phải không em? Đúng rồi. Dạ nó... nhưng mà cái này nợ được rồi anh. Nợ là luật rồi. Nó là luật rồi. Nợ. Luật rồi. Nào 3 2 1. Không chỗ nào đây? Dạ trên đầu. Đâu có, trên đầu là được. Cao hôn con hôn đây. Dạ học nha. Chuẩn bị tinh thần đi. Không có che nữa. Chuẩn bị rồi, tinh thần đi nè. Can đảm lên. Mạnh mẽ lên, vượt lên chính mình nha anh Linh coi. Rồi, hôn. Vô. À. Rồi được rồi, hai đứa dễ thương lắm á. Cứ như thế nào nắm tay ra không có buông ra. Đã đồng ý bấm nút không buông tay ra. Lạnh thiệt. Lạnh chứ. Ủa lạnh là rung anh Linh. Ừ rung. Lạnh là rung. Rồi. Bây giờ chúng ta giữ lấy món quà này để làm nhớ ngày hôm nay mình gặp mặt nha. Và đừng quên những giây phút này. Nói gì nhớ lấy. Rồi quà cáp gì đâu. Ủa này đưa trước hay sao? Ủa sao hai cái luôn hả? Một cái thôi chứ. Đây. Đây là một phần quà của thương hiệu máy lọc nước cao cấp Makano.
tụi em đi mua nước nóng lạnh này kia nọ, nước tinh khiết. Dạ, lọc. Em cảm ơn. À. Rồi, 30% cho một cái voucher giảm giá của thương hiệu là gì? Quần áo ha, của thương hiệu quần áo Marvel. Dạ, em cái bé. Dạ. Đúng size của em luôn á Thu. Dạ. Nhiều thế. Máy nước nóng hiệu Senton được nhập khẩu từ Pháp. Chị đây. Ơi em nặng tay rồi. Không, đây là phần của em, của nó em. Khổ vậy đó. Em chịu khó dạ. đi, còn đây dạ. nè. Của Cường nó bự hơn nữa nè. Cường nó bự, tắm nước nhiều hơn. Máy nước nóng Atlantic. Đấy, của Pháp mà được nhập khẩu từ Mã Lai nha em. Tụi em được bảo hành 1 năm. Không. Dạ. Một đổi một nha. Dạ. Giá trị là 7 triệu đồng nha hai đứa. Đó về em. Rồi, chúc hai em sớm tìm hiểu nhau và đi đến một cái kết rất là tốt đẹp nha. Yeah. Cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Huyền Linh và chị Hồng Vân. Cảm ơn chương trình. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ, em xin cảm ơn. Nó lạnh mình nó xuất mồ hôi nè. Trời ơi, bé Thu này thì đi trước đi nè. Còn cách nhiều em nha. Đó, Cường đi sao đó. Bảo vệ, ta đi trước đi bảo vệ. Dạ. Thu đi nè, đi qua thảm đỏ nè, đi vô đây luôn. Dạ. Từ từ nha. Đó, đi luôn nè, đi luôn nè. Đó, rồi. Đó, đi qua bà con hai họ nè. Đi, đi luôn. Đi luôn. Mai mốt thế hai cái đó bằng hai cái tráp á. Đó, đúng đầu rồi. Cao này kia đó ha. Rồi, quẹo tay mặt, quẹo tay mặt. Kiếm cái ghế ngồi tâm sự.